Ok, hôm nay anh em chưa có giải nên tiếp tục một con game mới. Hôm nay thì chắc chơi game giải đố thôi cho nó nhẹ nhàng thư giãn đầu óc. Hôm nay thì chúng ta thử qua con của hãng SP Game. Này, chúng ta vô đây. Game này thì cũng mới ra mắt hôm nay thôi, nhưng mà ra mắt chính thức luôn chưa thì tôi cũng chưa rõ nữa. Nhưng mà chắc ra mắt rồi đó, để chúng ta lướt qua cái dàn tem phép của nó coi nó ra làm sao. Game cũng khá là nhẹ nha. Một con game giải đố. Tôi biết là anh em không có mê game giải đố đâu, nhưng mà có thì tôi vẫn chơi. Rồi, game giải đố thư giãn đầu óc và đúng chất lượng luôn. Lót quà gì ta? Chúng ta sẽ thử từng game thôi. Steam. Đây, giảm giá 20% nha. Rồi, vậy là game ra mắt rồi. Đúng như ngày hôm nay luôn. Anh em thì có thể mua game với giá 81.000. Hơi ít lượt vào luôn tí. Game này thì của SP Game, hãng này tôi đã chơi rất là nhiều game của hãng này luôn rồi. Dù là nhà phân phối gì là phát hành luôn. Trung bình 1-2 năm họ lấy ra một con game dễ đố. Giống như tôi vậy đó. 16, 17, 18, 19 nè, 20 nè, 21, 22, 23 nè, 24 nè. Thì tôi đã chỉ mới chơi qua ba game này thôi. Đo, Logical với mà Phương Trợ Phát. Đo này chưa có phá đảo, con này thì phá đảo rồi. Con này thì game mới ra của họ. Giá này cũng khá là rẻ nha, chắc là 6 hay 7 đô vậy thôi. Giảm giá 20% còn 81.000. Game này thì cũng ổn nè. Game này thì cũng được, được hơn game trên. Theo đánh giá thứ tự của tôi là 1, 2, 3 nè. Logical City. Do có chữ logic giống mấy game tôi đó. Game tôi thì chắc cũng dự định là 1 năm để ông bản chơi đều gì đó. Chưa có chạm tạo cái trang giống họ nữa nè. Đó, cứ mỗi năm một bản như thế này đi. Logic gây bạch thì tới logic gây cáp. Vì cái này là cái gói builder logic game nha. Ủa sao cái gói này được đánh giá như vậy? Chắc là nó gom hai cái loại nên được đánh giá như thế đó. Ok, chúng ta vô game. Coi thử cái trailer coi con game này nói về cái gì. Chúc phong cách đồ họa này cũng là Long Phô Ly giống con game của tôi luôn nha. Đó, nhìn nó cũng rất là thuận mắt. Con game này nói về hướng này. Ồ, thì vẫn là như mấy con game cũ của họ thôi. Một cái môi trường thiết kế rất là bao la rộng lớn, như một con game thế giới mở vậy. Anh em vô đây thì khám phá nhiều thứ, xong rồi giải đố theo từng cái câu đố của nó. Anh em nào muốn chơi thì tốt nhất là nên bỏ qua cái video game của tôi đi. Mua game mà chơi xong rồi đã coi xong. Chứ game giải đố mà anh em coi một lần rồi anh em là mất cảm giác chơi luôn á. Dẫn cái ngôi sao nè, giống con game mà giải đố công viên á. Game này chắc thiên về mấy cái định hướng này. Con game cũ của họ là thiên về cái bàn đá. Thôi nhớ con game này nè. Cái này thì thiên về cái cửa nè, cái này thiên về mấy cái tòa mà dạng như vẫn đi điều hướng thôi. Còn cái này thì nó có một cái bảng ô vuông vuông á, anh em lại nó điền vô cái bảng. Nó giống với con cây bạch của tôi á. Nè, dựa vào anh em giải là chỉ xoay quanh cái bảng 4, 4, 4, 5 này thôi. Đó, câu đố nó thì đơn giản nhưng mà rất là logic thú vị nha. Rồi, hy vọng con game này cũng làm được một phần những game đó hoặc là tốt hơn càng tốt. Chúng ta vô game coi sao. SV Game, họ cái logo luôn, trả bù cho tôi không có logo. Hôm nào nghiên cứu dễ ăn gái đó. Chúa tạo ra thế giới trong 6 ngày và cái dòng dưới là tôi chưa kịp đọc nữa. Đây, chúng ta đã vô game. FPS hơi thấp tí. Tối ưu hơi tệ nha. Game này là không được tối ưu rồi. Mình ghi hai thôi. Shadow thì không cần Shadow luôn.
Viết bao option with to desktop low menu. Tốc độ chuột hơi bị nhanh. Tôi lóc FPS lại đã. Đây, FPS là ổn định 60 rồi. Tốc độ chuột thì giác chỉnh cái này thôi. Rồi, ok. Thì thoảng vẫn góp tí nhưng mà không sao. Rồi, chúng ta trên những bước hành trình đầu tiên. Tượng là Tết Quyên phải không? Cầu thang này đi xuống được chứ không đi lên được nha. Cảm giác nó hơi bị trôi trôi như thế. Ở đây chắc gợi ý chúng ta đi thẳng thôi. F không được, E không được, Q, G cũng không được luôn. Chúng ta chưa tương tác được cái gì cả. Không có bút tôn nào để mà viết. Cái gì đây? Đấy, rớt xuống nước là chết hả? Thiệt. Trời, thiết kế gì chứ gì cho nó lội bấm bấm dưới nước đi. Ở đây là có bốn hướng. Nhưng mà không xây được nên ở đây chắc chưa đi được đâu. Chúng ta đi đường khác thôi. Tiền của chúng ta đây, một cái bong bóng. Chỉ vào bốn cái lọ hả? Rất là đơn giản luôn. Chúng ta đã giải được câu đố đầu tiên nhưng mà không thấy gì xảy ra cả. Tiện lên một cái la bàn và cái đồng hồ. Thì mới có số trên đó nè. Số này số 1, thì số 2 đâu? À, không phải đánh số theo số thứ tự mà chắc là đánh theo cái độ khó. Không. Đúc 5 sao vô đây để mở cái gì đó. Vậy là phải đúc vô là mới có gợi ý hay là giải luôn được. Đi tiếp thôi. Không biết có đủ manh mối để mình có thể giải câu đó chưa.
Bên này nó chưa mở. Cái này số 2 cũng chưa mở luôn. Vậy là phải giải hết cái vàng số 1 này mới đi được mấy cái số cao hơn. Số 1 hướng gió. Hướng gió vậy là thổi vô bong bóng hay gì? Cũng rồi sao nữa không? Cái gì đây? Không có gì ở đây cả. Mình đi xuống rồi. Đây chúng ta có người sao nè. Sao tôi ghét ta ta. Này số 3 chưa vô được đâu. Này số 4 khó hơn nữa hả? Ủa? Có gì dưới đây không? Hồi sao nhớ đường được nói vậy. Cái này số 5 rồi. Này số 4. Ôi ơi. Cái cầu thang hay gì đây? 1, 2, 3, 4. Không có gì cả. Ở đây chỉ có hai cái cột thôi. Chắc hẳn trên đó có cái gì. Đó. Ở đây để có một cái lồng sắt gì thiết kế bị dính vô vách như thế này. À.
Lý ra nó phải đơn giản lắm nhé. Như thế này vẫn không lên được à. Game này nhảy nó ngắn tẹo thôi. Không đứng được lên cái cột đó thì làm sao mình có thể đu lên được. Cái này nó không có bằng nhau phải không? Hình như tất cả nó đều như vậy luôn. Đi ăn chơi đó nữa, chúng ta qua đây coi sao. Cái này thì chắc bậc thang rồi, 1 3 2 3. Game này điều khiển nó không có mượn cho lắm, cái nhân vật nó cứ bị chân chân á. Cái này là gửi vô cái bên đây hả? Không thấy cái đồng dây gì cả, không biết con số chỗ nào không. Cái này vô rồi không biết sao ra nữa nè. Này số 3 nữa. Đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng. Ở trong nó lại có số 4. Thôi cứ vô đi, không được rồi mình quay lại sau. Số 1 đây. Cái này bên này là băng tuyết, còn bên nãy giống cái mùa thu hơn. Cái nào cũng phải có 5 ngôi sao mới được không vậy? Không có 5 ngôi sao là không có vô được đâu. Ở bên kia. Cái này thì chắc hoàn thiện hết thì mới xong được á. 1, 2, 3 con nè. Bốn năm sáu rồi.
Này lại lấy rồi phải không? Lấy rồi. Màu này là màu đỏ hả? Bảy tám trên dương, bảy trên lá. Chỉ là đâu cần phải ngôi sao ngôi bọng gì đâu, vẫn giải được bình thường mà. Nhưng mà giải xong rồi gì không có thưởng gì không vậy? Rớt nước là chết nha. Không được cái gì luôn. Không mở cửa. Chúng ta đi đến ít nên xuất phát từ màu đỏ. Mày là giải luôn được chưa ta? Nếu phải, không có đơn giản gì đâu. Tôi mới thấy cái gì vậy? Nó chỉ qua đây mà bên đây có cái méo gì đâu, đồ người đỏ. À, giải xong một cái hình này thì nó tính như một cái con bạch tuộc ở cái đầm lầy.
có thể nó là cái liên quan đến cái này nè. Cái gương thì mở không được, nãy tôi thử rồi. Đỏ, vàng. 2, 3, 1, 3. Đổi vàng xanh dương xanh lá. Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá. Mình sẽ đi tới kho báu và đi từ đỏ trước. Vì là đỏ qua phải. Qua phải tới đây vàng là Tây Nam. Tây Bắc chứ. Tôi cứ quên nhấn mèo hoài à. Tới xanh dương là qua đông, xanh lá qua đông. Đông Nam à. Hay là cái này nó theo hướng luôn rồi. Theo hướng ngang của mình hay là hướng dọc? Rồi đúng rồi, theo hướng ngang luôn. Vàng đúc đỏ hết nghe đúc chân dương là đúc ok. Thánh họ nó Sinh dương là anh nào mình chơi cái phép thử thôi. Có thể là như cái đường này nào, nhưng mà cái gạch ở đây là cái gì? Có thể là gì luôn. Còn đỏ là N màu vàng lại nha. Rồi. Nói quên đầu não thì chết. Cái này thì trong game tôi có rồi. Thank you.
hai lên màu đỏ là hai lên. Bốn trái rẽ phải. Ba xuống. Màu này là màu gì vậy? Màu vàng đó hả? Bắt đầu từ cái này chúng ta tới cái này. Hai lên bên trái là như thế này, ba xuống bên trái. Bốn xuống qua phải, bốn trái qua phải. Ba xuống. Nói đúng. Nếu đúng. Chứ. Nghĩ câu cuối là hết cái gì rồi, xong giải được. Có thể xếp cái hình này là sai. Thank you.
có thể làm gì? Ngay đau tinh lét, rẽ trái theo cái hướng nó nhìn, chứ không phải là ba đau tinh lét người rẽ trái theo hướng nó nhìn, chứ không phải là cái hướng nữa đó. Vậy cũng không đúng nữa, vô lý. Sai luôn, vậy bắt đầu từ thằng nào mới được. Rồi, để đó, nếu bị yêu cầu đi tiếp thôi, chưa xong được con mực này nó. Con mực nhớ tôi nha. Sa mạc này chắc con bộ cạp là con gì đó. Thank you.
Ủa chọn tay trái. À. Chim nói. Chim bay gì? Cái gì bay đó? Đầu tiên màu vàng nè, màu vàng thì nó rẽ xuống qua đây hoặc là xuống này, màu đỏ thì nó đâm qua đây nó bay đi luôn. Không hiểu cái điểm đến của nó. Cái hướng nó bay vô là cái hướng tây nè, đó hướng tây đó nó bay vô nè, này hướng đông nó bay vô đáp hướng bắc nè. Vàng, xanh dương, xanh lá đỏ. Chim chim đó, bay qua đây mình đỉnh, mình bay qua đây đi thôi. Như cái này thì theo anh em là nó quay hướng nào? Đông Bắc Nam Nam. Sai. Tây Nam. Cũng sai luôn. Nó vừa thọc động chim nó quá.
tôi sai đúng. Ra thì nó bay gì thì đúng hơn à. No hết, bỏ luôn. Không có số 3 ta. Không lên được. Sao không đạp lên được ta? Game này thiết kế kiểu khó chịu vậy. Được chưa? Ơi còn số 6 nữa. Có 4 cái bình xung quanh nha. Con này là con mã. Cái câu này nó dễ gọi. Câu này chưa nào. Ừ.
trên lá đúng không nào? Sai hả? Sao sai được? Hay là lấy cái cây này? Không phải cây này. Cũng không luôn. Không phải lật lên. Hỏa thì đúng rồi nè, hỏa là chắc chắn cái cán về hướng ngọn lửa rồi. Trên lá có khả năng là cái này nè, là cây táo nè, nhưng mà bên đây cũng cái cây bự nữa. Đó, xanh lá đúng nguồn đó, xanh dương là nước nè, còn là cái màu vàng là cái hộp này, hay là cái này mới là xanh dương. Gì? Vải té xuống nước, rồi nó nằm ở đâu đó, tôi quanh đường luôn rồi. Con hung quá. Trời ơi, màu đỏ của nó là cái nấm này à. Ngoài ngọn lửa. Ngọn lửa là màu vàng. Thiệt. Xanh dương là cái hộp màu xanh dương này. Nó chả ý nghĩa gì cả. Này xanh lá nè. Còn cái này đút vô là để gây hoang mang cho mình thôi. Lừa đảo. Ủa? 1, 2, 3, 4, 5 gì đâu. Từ phải không? Nói luôn phải không? Màu vàng. Màu vàng luôn. Ừ, nó giống ngôi sao thôi. Màu xanh dương nhất. Bốn ở đây rồi tới số 5. Nghĩ ý nghĩa gì không? Bây giờ nhìn con game này cái nào cũng thấy là nó nghi hoặc hết vậy.
Ok, cái câu dễ lại xếp khó lên anh. Câu này thì chắc bí rồi, nó có mấy cái bình ở đây rồi. Ơi, màu đỏ chưa chỉnh là nó đúng luôn rồi. Về thành được con ngựa, cái câu dễ nhất trong game này luôn. Con ngựa đâu, con ngựa xong rồi nè. Máy bay rồi, máy bay rồi. Vậy là cái này đủ dữ kiện giải. Bốn bảy tám hai đỏ lá dương vàng. Không đúng. Cái này đặt ở đây phải có ý nghĩa gì nào? Đi, có người sao không? Cái kế gì xong vô đồ độc ác. Chém vô. À. Cũng méo vô được. Thôi, giải thôi. Ta có cái ngôi sao nè, số 5 nè, 2, 6, 4, đỏ lá vàng vàng 5, 2, 6, 4. Cửa chưa?
Nếu số 4 ở đây thì sẽ phải có những số khác. Tôi lạc mất luôn rồi. Đây đâu vậy nè? Ý. Chóng mặt quá. Chết rồi, nó không mở cửa nhà mình ra rồi. À. Méo luôn.
dễ trong cái số 6 rồi mà chưa có cái 4 hay 5 gì cả. Cái này là 3, còn 4 với 5 ở đâu? 4 đây. Năm. Tự nhiên khôn ra ta, nãy giờ biết biết tự nhiên cái não nó nhảy chất xám lên đó. Anh em thấy chơi game tí mà thông minh lên được chưa? Long lân quy phụng gì thế ghê nè, đừng nói giục đại mấy áp xếp luôn nha. Cái 6 giải rồi, còn cái 5 với cái 4. Cái bốt nãy thử rồi cũng không được nữa, mà nó hướng xuống này nè. Chịu thôi, để nó đi, giờ đi làm đã, tối về tính. Từ cây cuốn game này nha, phá đảo con bạch tuộc cũng gần xong rồi nhưng mà chưa xong. Ok, bye bye anh em, có thời gian chơi tiếp.